Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính thì từ 15 giờ chiều nay 21 tháng 11, giá xăng dầu đồng loạt giảm, trừ dầu mazut tăng 5 đồng một ký, giá xăng RON 953 giảm là 79 đồng một lít. Như vậy, sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.343 đồng một lít, giảm 109 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Xăng RON 953 không cao hơn 20.528 đồng một lít, giảm 79 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.509 đồng một lít, giảm 64 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.921 đồng một lít, giảm 67 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 16.014 đồng một kg, tăng 5 đồng một kg so với giá cơ sở hiện hành. Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.